Chiều ngày 21 tháng 11, Công an xã Nguyễn Phích, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau đã có báo cáo ban đầu vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra trên địa bàn. Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 10 giờ cùng ngày, anh T, 40 tuổi, quê xã Khánh Thuận, huyện U Minh, chạy xe máy đến ấp 3, xã Nguyễn Phích để thu mua cua biển của người dân. Khi anh T đang ngồi cân cua phía trước nhà của một hộ dân gần rạch chệt, ấp 3, xã Nguyễn Phích, bất ngờ có hai thanh niên lao đến dùng mã tấu chém vào cổ anh này. Bị chém bất ngờ, anh Tê bỏ chạy. Hai đối tượng sau đó lên xe máy bỏ chạy được một đoạn thì quay lại lấy túi sách, điện thoại của anh Tê để trên bàn cân cua rồi tẩu thoát về hướng thị trấn U Minh. Ngay sau đó, anh Tê được mọi người đưa đi cấp cứu tại trung tâm y tế huyện U Minh nhưng tử vong sau đó do vết thương quá nặng. Hiện công an tỉnh Cà Mau đã vào cuộc, khẩn trương truy bắt các đối tượng,